Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Tại vì cơ bản là mình vẫn còn đang ở Vũng Tàu á, cho nên là cái không gian nó vẫn như thế này. Thì hy vọng là các bạn thông cảm giúp mình ha. Hôm qua ở trên kênh của mình nó có một cái bạn hỏi mình đó là anh ơi, ở thời điểm này thì có nên đi mua một cái màn hình cũ hay là không? Tại vì thật ra nha, câu chuyện nó không phải là màn hình cũ mà là tất cả những cái sản phẩm cũ nó đều có rủi ro. Tuy nhiên á, ở trong clip này mình không đưa ra nhận định cho các bạn á, là nên hay là không, mà mình sẽ chia sẻ với bạn một số những cái ưu điểm và nhược điểm khi các bạn lựa chọn đi mua một cái sản phẩm cũ như là màn hình. Back lại cách đây khoảng đâu đó 4 năm thì với cá nhân mình cũng là một người đã từng đi mua một cái màn hình cũ. Mình mua một cái màn hình của thương hiệu Philips và nó có một cái kích thước là 27 inch, cái độ phân giải là Full HD và tần số quét là 60Hz, nó rất là cơ bản. Và cái màn hình đó nó chỉ có giá là 2 triệu đồng ở thời điểm đó thôi các bạn. Và ngay thời điểm mình đang ngồi nói chuyện với các bạn á, thì cái màn hình đó nó vẫn còn hoạt động rất là tốt và nó không hề bị lỗi gì hết. Cho nên là mình sẽ không có nói với các bạn là các bạn đi mua màn hình cũ thì sẽ bị hư hỏng các kiểu. Đương nhiên tại vì mình chưa có gặp phải tình trạng đó, nhưng mà mình vẫn biết được một số những cái thông tin để các bạn có thể lưu ý khi đi mua một cái màn hình cũ thì nó có thể sẽ bị hư hỏng ở các phần nào. Điểm quan trọng nhất của việc các bạn đi mua một cái màn hình cũ đó chính là màn hình hiện nay đa phần đều là sử dụng tấm nền LCD. Thì cơ chế của tấm nền LCD đó chính là nó sẽ phải cần một nguồn sáng trắng để có thể hắt lên trên cái lớp hiển thị, và từ đó mới có thể hiển thị cho các bạn xem những cái hình ảnh phía bên trên. Thành ra là cái phần lớp sáng trắng đó nó sẽ được sử dụng với những cái bóng LED rất là nhỏ ở bên trong cái phần khung của màn hình. Thì dẫn tới cái câu chuyện là nếu như chủ cũ trước đó của các bạn mà họ sử dụng một cách hơi bị hạt co quá, tức là có thể như là họ bật cái mức sáng nó quá cao trong một khoảng thời gian dài á, thì cái vòng đời cũng như là cái độ bền của các cái tấm LED này nó không còn được giữ nguyên. Vậy nên là nếu như các bạn có đi mua màn hình cũ thì cũng phải lưu ý về phần này. Và cái thứ hai là nếu như các bạn đi mua màn hình cũ thì phần hiển thị đương nhiên là phần quan trọng nhất đúng không? Các bạn cần phải kiểm tra rất kỹ giúp mình là xem có bị chết điểm ảnh hay là không. Các bạn có thể lên trên YouTube và search một số những cái video về screen test. Ở đây mình sẽ để một cái link phía bên dưới để các bạn có thể cùng coi. Thì các bạn có thể bật lên rất là nhiều những cái gam màu khác nhau để tự kiểm tra xem là nó có bị điểm chết hoặc là điểm ảnh lỗi ở trên cái tấm nền hay là không. Nếu như điểm ảnh lỗi thì rất có thể sẽ khiến cho cái trải nghiệm của bạn nó không còn tốt nữa. Và thêm một điểm nữa để bảo vệ cho các bạn đó chính là nếu như các bạn có đi mua màn hình cũ thì hãy xin cái người bán là bao test các bạn cái đó khoảng từ 3 cho đến 7 ngày. Trong khoảng thời gian này thì các bạn sẽ burn in nó đủ lâu, tức là làm cho nó đủ nóng để coi nó có bị chớp nháy hay là bị lỗi gì đó hay là không. Tại vì có một số những cái màn hình các bạn test ở ngoài cửa hàng thì không sao, nhưng khi các bạn sử dụng ở tại nhà, khi các bạn đã làm nóng nó lên một khoảng nhiệt độ nhất định thì rất có thể khi này nó sẽ bị gây ra lỗi. Vậy nên là mình nghĩ là các bạn cũng nên thử cam kết với người bán hàng cho nó chắc ăn. Vậy thì đó là chia sẻ nhanh của mình về cái vấn đề là có nên đi mua màn hình cũ hay là không. Với mình thì mình thấy là đồ điện tử luôn luôn có rủi ro, bất cứ là việc các bạn mua đồ mới hay đồ cũ gì cũng vậy. Nhưng cái lợi thế của đồ mới là các bạn có một cái cơ chế và chính sách bảo hành nó rõ ràng hơn, nó không có bị quá cảm tính. Tại vì khi này người ta bán cho các bạn không chỉ là bán một chiếc, mà người ta bán cho bạn là bán cả ngàn cả triệu chiếc từ chính nhà máy sản xuất. Cho nên là cái cơ chế nó sẽ tốt hơn và nó rõ ràng minh bạch hơn rất là nhiều. Hy vọng là qua video clip này sẽ giúp cho các bạn được rất nhiều cho cái chuyện là đi lựa mua màn hình cũ. Còn nếu như các bạn nào mà đã từng có kinh nghiệm đi mua màn hình cũ mà có những cái tip and trick gì đó, hy vọng các bạn có thể comment lại để giúp cho những anh em khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em.